Và anh em nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm mới mà mang tính cá nhân hóa rất là cao cho dòng xe BMW. Đó là cái vô lăng M5F90. Mình vừa mới nâng cấp cho con BMW 320. Khi mà lắp lên thì đúng là có sự khác biệt hoàn toàn. Đó, một là cái cảm giác cầm cầm lắm này. Bởi vì ở đây nó có hai cái điểm G nên là mình cầm nó sẽ cảm giác như là chắc chắn hơn. Đấy, bám hơn. Và cảm giác lái khi mà mình cốt với cả cái chế độ lái Sport Sport cộng khi mình lên cái vô lăng này. Đây quay đây. Thì có chế độ Sport cộng. Lái vô lăng nó sẽ cũng sẽ cứng hơn. Cứng hơn và phê hơn. Đây quay ra đây bởi vì nó có thêm cái điểm nhấn, tức là sẽ khác hẳn so với cái vô lăng mà G30, là ở đây là có cái rãnh ở giữa. Đó. Cái rãnh này thì nó làm cho cái vô lăng nó thanh thoát, thể thao hơn. Có hai cái điểm nhấn mang tính cá nhân hóa rất cao ở trên trên xe, đó là M1, M2. Mặc dù hai cái nút này là không sử dụng được trên dòng F, nhưng mà cũng mang giá trị tinh thần rất là lớn. Đó. Ưu điểm mà khi mà lên cái vô lăng này thì sẽ có Cruise Control. Đây mình lục máy cho các bạn xem. Tính năng Cruise Control. Cruise Control là tính năng ga tự động. Nhiều anh em sử dụng xe châu Á thì cũng đã biết rồi. Bản thân thằng BMW thì nó lại cắt bớt cái tính năng này khi mình đi đường cao tốc rất là nhàn. Đó. Khi mình chỉ cần set, mình set 30 cây trở lên, mình ấn set là hoàn toàn là có thể giữ được tốc độ cố định. Và sau đó mình cần tăng chỉnh tốc độ thì mình chỉ cần ẩy thêm cái nút tăng giảm đây, mỗi lần là 5 km. Đó. Mình khi mà mình đạp chân phanh thì sẽ hủy toàn bộ cái tính năng Cruise Control đó. Khi mình gặp vật cản đạp phanh thì mình hủy tính năng đó. Và khi mà mình muốn gọi lại thì mình ấn Reset thì mình sẽ gọi lại được cái tính năng Cruise Control này. Một tính năng nữa rất là hay trên trên dòng 3 là khi mình đang lái số thì nếu mình phải gạt sang, em nhìn này, mình phải gạt sang đây thì cần số nó mới lên, mình mới lấy được số để vượt. Nhưng mà ở đây thì không cần, mình sẽ gạt. Mình sẽ gạt M1, M2 ở đây. Đó, quay vào M1, M2 này, hiển thị đây. Mình có thể chuyển số tay bình thường ở trên. Đó, mình chỉ chuyển số tay bình thường ở trên vô lăng. Rất là tiện. Đấy, quan sát cái vô lăng này. Tình trạng thì vô lăng này gần như là mới đến 100%. 100% nhưng mà túi khí được bọc bằng da rất là sang, rất là xịn. Vô lăng này được khâu bằng chất liệu Salapa nguyên bản, thiết kế cho cái dòng M5F90 đời mới, vừa mới ra 2019-2020. Khi mà mình lắp cái vô lăng này trên con CD3 thì cũng sự khác biệt hoàn toàn luôn, về cảm giác lái, về cảm giác cầm lắm, rồi kế trong xe nữa, nó là một điểm nhấn. BMW mà trải nghiệm cảm giác lái thì lên con này thì hoàn toàn là phấn khích, hoàn toàn là phê. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.